Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2021, tỉnh Bến Tre có thêm 48 ca dương tính mới, trong đó có 29 ca cộng đồng, 7 ca là người về từ ngoài tỉnh. Các ca mắc mới có địa chỉ cư trú như sau: Bình Đại 7 ca, trong đó xã Trại Hòa Lộc 3 ca, 1 ca ở ấp Bình Quệ 2 test nhanh dương tính, 2 ca ở ấp Bình Quệ 1, một trường hợp là người về từ thành phố Hồ Chí Minh, đến bệnh viện khám test nhanh dương tính và một trường hợp liên quan công ty giao hàng tiết kiệm. Xã Thừa Đức 2K, 1K ở ấp Thừa Thạnh tiếp xúc F0, 1K ở ấp Thừa Tiên liên quan quán Năm Nhi đang cách ly tập trung. Xã Tam Hiệp có 2K ở ấp 2, một trường hợp là người về từ thành phố Hồ Chí Minh test nhanh dương tính, một liên quan ổ dịch công ty khu công nghiệp. Thành phố Bến Tre 19K, trong đó xã Bình Phú có 5K, 1K ở ấp Mỹ Đức có tiếp xúc F0, 2K ở ấp Bình Thạnh, một ca tiếp xúc F0, một liên quan công ty giao hàng tiết kiệm đang cách ly, 2 ca ấp Bình Thành đến bệnh viện khám test nhanh dương tính, phường 7 có 5 ca, 3 ca ở khu phố Mỹ Tân, một liên quan công ty giao hàng tiết kiệm đang cách ly, xét nghiệm lần 2 dương tính, 2 ca test nhanh dương tính, một ca ở khu phố 4 phường 8 có tiếp xúc F0, 1 ca ở khu phố 3 phố Tân là người về từ Long An, test nhanh dương tính, một ca ở ấp Bình Lợi phường 6 đến bệnh viện khám bệnh, test sàng lọc dương tính. Xã Sơn Đông 5 ca, phát hiện ở ấp một giáp 2, trong đó 3 ca có tiếp xúc F0, 1 ca liên quan công ty do hàng tiết kiệm đang cách ly, xét nghiệm lần 2 dương tính. 1 đến bệnh viện khám bệnh, test sàng lọc dương tính. 1 ca ở ấp Phú Chánh, xã Phu Hưng đến bệnh viện khám bệnh, test sàng lọc dương tính. Quyện Chợ Lách 10 ca, tất cả đều có tiền sử tiếp xúc F0, trong đó xã Vĩnh Thành có 3 ca, đều ở ấp Tây Lộc xã Phú Phụng 6 ca, 1 ca ở ấp Phụng Đức A, 2 ca ở ấp Phụng Đức B, 3 ca ở ấp Chợ, xã Sơn Định có 1 ca ở ấp Tân Phú. Quyền Móc Cây Bắc 4 ca, 1 ca ở xã Tân Thanh Bình, về từ Bình Dương, xét nghiệm dương tính. 1 ca ở ấp Bến Xoài, xã Nhuận Phú Tân, test nhanh tại trạm y tế dương tính. 1 ca ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Mỹ, tiếp xúc F0. 1 ca ở ấp Tân Thuận, xã Tân Bình, tiếp xúc F0. Quyện Ba Tri 1 ca ở ấp Thạnh Phước, xã Bảo Thạnh tiếp xúc F0. Quyện Châu Thành 1 ca ở xã Tiên Thủy, tết nhanh dương tính. Quyện Dòng Trơm 3 ca, trong đó 2 ca ở ấp Bình Lợi, xã Bình Thành. 1 ca phát hiện khi đến bệnh viện khám bệnh, tết sàng lọc dương tính. 1 ca là người về từ Bình Dương, đưa người nhà đi khám bệnh, tết sàng lọc dương tính. 1 ca ở ấp 3, xã Lương Quà tiếp xúc F0. Mỏ Cài Nam 2 ca ở ấp Hội Thành, xã Tân Hội. Trong đó, một ca là cán bộ y tế bệnh viện giả chiến, có tiếp xúc F0, một liên quan ổ dịch công ty khu công nghiệp. Ngoài ra, trong 12 giờ qua, còn có một ca mắc mới được ghi nhận là người ngoài tỉnh, có địa chỉ ở Nhân Bình, Quy Nhân, tỉnh Bình Định, tài xế ngoài tỉnh đến Bến Tre chở hàng, test nhanh dương tính. Tổng số ca mắc cộng dồn toàn tỉnh là 3.278 ca, cộng dồn tra diện 2.308 ca, cộng dồn số ca tử vong 54 trường hợp. Toàn tỉnh có 5.836 trường hợp đang cách ly, trong đó F1 2.948 trường hợp, F2 2.598 trường hợp, người về từ dùng dịch 290 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 9 trường hợp, 1.318 trường hợp cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 4.509 trường hợp.